Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất sáng ngày 21 tháng 8 năm 2021 về việc trao đổi với ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, xác nhận đã ký quyết định giải quyết cho ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa, được thôi việc từ ngày 1 tháng 9, lý do là ông Thọ có đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình. Ông Nguyễn Sĩ Khánh thông tin, trước đó Hội đồng Kỷ luật thành phố Nha Trang đã họp, thống nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Lê Hữu Thọ. Lý do ông Thọ có thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong khi thi hành công vụ, tạo bức xúc trong dư luận, bản thân anh Thọ đã nhận thấy khuyết điểm của mình, nghiêm túc chấp hành quyết định kỷ luật. Sau đó, anh Thọ có đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình và lãnh đạo thành phố Nha Trang thống nhất giải quyết cho anh Thọ được thôi việc theo đơn. Việc nào ra việc đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang nói. Như đã thông tin, ngày 18 tháng 7, ông Trần Lê Hữu Thọ chỉ đạo lực lượng liên ngành phường Vĩnh Hòa tạm giữ xe máy, giấy tờ của anh Trần Văn Em, 25 tuổi, công nhân đang thi công một công trình ở thành phố Nha Trang khi người này đi mua bánh mì, nước uống. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa cho rằng anh em đi mua bánh mì là ra đường không cần thiết. Hôm sau, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hai clip do ông Thọ quay để làm bằng chứng, ghi lại hình ảnh anh Trần Văn Em bị lực lượng liên ngành phường Vĩnh Hòa chặn xe, kiểm tra giấy tờ trên đường và làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường này. Trong hai clip trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa có nhiều lời nói rất phản cảm, xúc phạm anh em. Ông Thọ cho rằng anh em ra đường đi mua bánh mì là vi phạm vì bánh mì không phải là lương thực, hàng thiết yếu. Nhiều người bình luận tỏ thái độ bất bình về cách làm việc, lời lẽ không đúng của ông Thọ. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa trả lại xe máy, giấy tờ cho anh em. Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang tiếp tục chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ có liên quan theo đúng quy định, công khai thông tin để nhân dân biết, giám sát. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã có thư xin lỗi đến anh Trần Văn Em. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News 247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.